vết sau này là sao? Anh giải thích đi. Thì đồng nghiệp nữa công ty vô tình đụng phải thôi, đó là chuyện bình thường mà. Ừ, bình thường của anh ha. Còn này, tôi lấy trong túi anh ra đó. Anh đừng nói là hả, anh đi ngoài đường anh thấy rác anh bỏ về nha. Thì hôm bữa đi ăn với đám bạn, ăn xong rồi lấy giấy chùi, vô tình bỏ vô túi đem về nhà luôn, em quên rồi hả? Cái gì anh nói cũng được hết á. Còn clip này, anh giải thích cho được nha, cho lọt lỗ tai nghe. Cô này là đồng nghiệp, hôm bữa đó là tiện đường anh cho cô ấy quá giang, rồi trong mắt cô ấy dính cái gì đó anh lại gần anh thổi thôi, có gì đâu. Ừ, tôi cho anh qua lần này, anh mà còn lén phén chết với tôi nghe chưa. Tặng em nè, cái này là sữa tắm Meli, lưu hương nước hoa từ 4 tới 5 tiếng, tắm xong da vừa mịn nè, vừa trắng mà còn thơm nữa. Tối nay nhớ tắm nha, tắm xong là chết với anh đó. Các ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Các. Đừng có nói nữa. Còn cô, bước ra, trốn sau lưng chồng tôi làm cái gì? Tôi tung clip lên mạng bây giờ tin không? Dạ dạ, em ra nè chị đừng đăng clip. Cũng biết sợ nữa hả? Biết sợ thì từ đầu đừng có chui vô phá hoại gia đình người khác. Tôi không làm gì cô hết á, đừng lo. Không tát, không đánh, không chửi rủa. Bây giờ hiện đại rồi, tôi muốn hại cô á, một click thôi là clip lên mạng biết chưa? Biến. Em xin lỗi, em đi, em không dám nữa, em xin lỗi. Các ơi, anh xin lỗi các. Còn anh nữa, anh còn tư cách nói chuyện với tôi nữa hả? Anh có coi tôi là vợ anh không? Bây giờ ly hôn đi. Anh muốn về nhà anh nói chuyện với ba má sao thì nói. Đừng mà em cho anh một cơ hội nữa đi. Ngoại tình đã là bản năng của anh rồi, có lần một chắc chắn có lần hai. Anh không còn cơ hội nào nữa đâu.